Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Hiển TV. Bữa nay mình với anh Trung các bạn. Bữa nay hai thằng mình sẽ chiến đấu. Ai là người ăn thịt mỡ dẫu nhất nha các bạn. Nhìn nè. Cái này sáng mình mua 2 ký mỡ, 2 ký thịt mỡ. Giờ mình chia ra là luộc xong rồi chia ra đều. Này con mình có hồi nãy có thèo một chút miếng nước mắm nữa cho mặn mặn cho dễ ăn. Đó. Giờ mình sẽ hách đấu với chung. Có ai là người ăn thịt mỡ nhiều nhất nha các bạn? Giỏi nhất chứ. Dạ. Giờ thấy sao, thấy nhóm ăn hết nổi không? Một lần. Bây giờ ăn thì tới đâu hay tới đó. Nhưng mà bữa nay mình phải quyết thắng thằng Trung để lấy lại phong độ hết năng mới được. Bữa hết dập rồi. Bữa hổm ăn đồ hủ thua thằng Trung nha. Bữa nay mình sẽ hết đấu lại chung là ăn mỡ, ăn thịt mỡ. Cái này là mỡ 100% luôn. Ờ, nhìn thấy hèm chưa? Thấy hèm quá. Hèm hết nổi. Phong là người đang cầm máy quay nghe các bạn. Bữa nay Phương đi Sài Gòn vẫn chưa về. Đó, ba anh em mình tiếp tục quay. Bây giờ không nói lòng vòng để mất thời gian các bạn nữa. Bây giờ hai mình bắt đầu ăn nha. Được, chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Rồi, dứt, dứt, dứt. Thấy sẵn sàng chưa? Ok chưa? Ok, dứt, dứt anh Trung. Rồi, rồi bắt đầu nha. Cũng nè. Nói chung là người ta cũng ly, mình cũng dĩa. Người nào ăn hết là chiến thắng à, nha. Ok, rồi, bắt đầu, dứt. Mình có ăn cục bự trước đây. Rồi, chà, thôi mình dứt cục này trước đi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon. Ngon. Béo. Các bạn. Nhìn anh Trung ăn đơn giản quá ta. Thèm quá các bạn ơi. Miếng đầu tiên của anh Trung sắp hết rồi nha. Mở béo quá. Đang ốm ăn gì cho mập. Đó, miếng đầu đã xong. Quá ngon. Bạn đã không? Đã. Nó không có miếng thịt nữa. Mở 100% luôn. Cả không? Anh Trung ăn đi anh Trung. Bé coi. Bé. Wow, cục đó mới bự đó. Ngon. Quá đã luôn. Ngon. Ngon. Đến bỏ. Quá đã. Ăn với khung cảnh trăng thanh gió mát gì quá êm hả anh Trung? Nào phải quyết tâm thắng chung, phải hành thắng hánh ăn mỡ của tem mới được. Gắn lên, gắn lên.
Hay quá giờ. Cảm ơn. Cố lên, cố lên, cố lên. Nè, anh Hiển quyết tâm mà giành được chiến thắng nha mọi người. Nè, phải thắng anh Trung nha anh Hiển. Lấy lại cái bị danh thánh năng của tem. Đó giờ thua rồi, chứ đâu có thắng được đâu. Anh Trung có ý kiến gì khi anh Hiển muốn đánh bại anh không anh Trung? Hả? Muốn đánh bại ta hả? Không phải chuyện nhỏ đâu. Anh gần hết rồi nè. Hơi nhận rồi các bạn ơi. Nhận lắm. Hơi nhận rồi. Bên đây 4, bên đây còn 3 nha mọi người. Hiển thua anh Trung một cục rồi. Nhắn lên anh Trung. Anh không phải để hô được. Quá trời mát luôn rồi. Ôi. Mở nguyên chắc. Mở nguyên chắc luôn. Ăn thịt chữ bất giới rồi. Ăn không, mà không có thịt. Ăn miếng mỡ của nó không à. Bữa nay ăn mỡ nó và bữa mình ăn thịt nó luôn nha. Tao mày chạy hót, đâu cho hót. Tao là yêu quái đây. Ngẹn lên, ngẹn lên. Ngẹn lên anh Trung ơi. Chấm chấm miếng mỡ à. Nghe đâu gì đâu chấm. Anh Trung gần hết rồi nha. Đúng là thánh năng của tem mà. Ăn ghê thiệt. Ui ui. ăn hết nở rồi đúng không? Nó bắt đầu nó dội dội ra. Không có nào. Chắc thua thằng Trung quá. Trung ăn dữ quá. Không biết thua không mà sắp hết rồi. Còn miếng. Còn miếng cuối cùng. Rồi qua dữ. Còn miếng rồi. Trời ơi. Vậy là các bạn đã biết ai thắng ai thua rồi nha. Hết nổi rồi các bạn ơi. Chịu thua chưa? Thua ngán luôn các bạn. Hết nổi rồi. Ngán luôn rồi. Nay mình thử sức ăn mỡ. Thấy luôn mấy miếng đầu ăn thấy ngon quá. Béo quá à, ăn chịu không nổi à. Sao mấy miếng sao? Còn kìa. Chưa thắng nha, ăn hết mới thắng nha. Ăn hết mới thắng đó. Vậy là anh Trung thua non hả? À? Anh hết nổi anh thua ai, non á. Hết đấu rồi đây nha, hết đấu rồi đây. Nhưng mà người ta nói là giao là anh nào ăn đúng rồi mới thắng đúng người không? Người hết đấu rồi đây. Bây giờ lại còn là nói chung là chưa có thắng. Anh còn là anh thua non đó. Không còn là quê. Thôi giờ ăn hết cái đó là cho xứng danh thánh ăn của tem rồi. Đúng rồi. À. Chị nhỏ không? Nó đường tăng ăn mỡ ghê quá. Chứ đường tăng ăn chay không mà. Đường tăng ăn cố lên. Chưa hết. Cố lên. Trời ơi, hết rồi, một cái nữa. Hay quá. Quá hay. Và một ký mỡ rồi. Ký mỡ 6 miếng mà ăn được 3 miếng. Ôi. Cảm giác là giống á. Ui. Trời ơi liếm.
liếm chứ. Rồi. Liếm chứ nó dễ gì mà để qua cục thôi. Em không nói đâu. À, các bạn theo các bạn thì các bạn ăn được bao nhiêu miếng như thế này? Đó. Cái này mở là mở nguyên chắc không? Chỉ có miếng da ở ngoài thôi. Đó. Mình thì khả năng ăn. Rồi, nói chung là thêm một lần nữa là thua tâm phục khẩu phục nha. Nói chung không nói gì nữa chứ. Thua. Ăn cả không? Không gian không? Ê, ok, clip mình tới đây kết thúc các bạn ơi. Hôm nay thì cũng nói chung là thêm một lần thử thách với anh Trung nữa. Thách đó. Hiền vẫn là người thua cuộc các bạn. Thua không thể nào thắng nổi sư phụ Đường Đăng. Tâm phục khẩu phục luôn. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn. Bye bye. Bye bye.